thành đô sống trong kinh hoàng, dẫu so người với bàn thầy mau, vừa đầu hôm tiếng kén khoằm vang, rồi nửa đêm tiếng mõ chiêng phèn la, dân sống trong kinh hoàng lúc đêm buồn màng xuống, mới ngày qua cướp ăn hai nhà, tôi vừa rồi chúng còn cướp phá, hùng hành vì biến hóa như thần thông, kìa bàn tay máu khắc trên tường vôi, chẳng ai đâu xa lạ, chính là tường cướp. Hồi chiều em thấy báo đăng tướng cướp Bạch Hải Đường lại vừa giết người cướp của. Em sợ mình bận công vụ về không được, em rầu ghê vậy đó. Đâu có, dù bận việc gì anh cũng phải cố gắng về chứ. Không lẽ mời bạn bè tới nhà rồi chủ nhà đi vắng coi sao được, phải không cưng? À, còn cái này nè, đố em biết cái hộp đựng gì tổng á, đố em á. Cái gì vậy mình? Thì anh đố em thì em nói đi, đố em biết gì á. Mà cái gì trống vậy? Ý trời ơi, không lẽ vợ thám tử mà không biết sao đó em gì đó. À, để coi nha. Gì? Đồng hồ. Lắc lắc. Nè, cho em nói lại một lần nữa đó. Nói đi. Vậy ha. Kẹo. Ý, hay quá ta. Ý, mà đặt nữa rồi. Nè, cho nói lại một lần nữa đó. Không phải đồng hồ. Không phải kẹo. Vậy thì... vậy chứ cái gì? Ghê lắm. Thôi, để anh nói cho em nghe. Em phải biết là từ bấy lâu nay vợ chồng mình chung sống với nhau, lúc nào anh cũng cố gắng làm ăn, còn em thì luôn luôn cần kiếm, vậy mà gia đình luôn luôn túng thiếu, vì tiền lương chẳng được là bao nhiêu, hơn nữa anh không hề tham nhũng của ai, nên đến giờ này tay trắng vẫn trắng tay, nhờ má với ba thương tình đùm bọc, lại còn mua cho ngôi nhà xinh xắn này, thật là tình cha mẹ quá thương, còn chỉ sanh được với sông dài biển rộng. Ai cũng vì anh thật già yêu em nên ba má mới mến rể hiền, bởi vậy hôm nay muốn đánh dấu một ngày kỷ niệm, anh mua về tặng em chiếc nhẫn xoàn này để biểu lộ thêm một lần tình yêu tha thiết của anh. Ủa sao chưa chịu đeo vô tay đi? Em đeo chiếc nhẫn cũ, còn chiếc này em cất qua một bên. Sao kỳ vậy? Chê hả? Không phải chê, em chờ xin tiền ba má mua cho mình một chiếc tương tự, rồi hai đứa đeo một lượt, mình chịu không? Liền, mình làm anh xúc động quá. Hai chúng ta đã cùng sống bao tháng ngày hạnh phúc, cùng chia sẻ ngọt bùi để chờ đợi một đứa con. Nhưng đến hôm nay em vẫn thui thui một thân trong những lúc mình bận trực đêm nơi công sở. Vì thế em muốn hai chúng ta vui cùng vui, khổ cùng khổ, để san sẻ cho nhau từng niềm thương, từng nỗi nhớ bên lòng. Mình được sống bình yên, để chờ đợi một tin vui chợt đến, hai đứa mình sẽ có một đứa con xinh, nó được chào đời trong niềm vui của mẹ, không thèm buồn chờ đợi của người cha. Chiều từng chiều em bồng con trước ngõ, chờ đợi anh khi tan sở. Mình sao cứ nói vậy hoài à? Rồi đây chúng ta sẽ có con bầy con lũ nè, không đủ tiền nữa mà lo cho chúng nó ăn nữa. Mình
mình mới về đi an ủi em, chứ mấy năm rồi em chờ đợi gần như tuyệt vọng. Liên, Liên à, em hãy tin ở nơi anh, rồi mùa xuân sẽ đến, vợ chồng chúng ta còn quá trẻ, những đứa con sẽ tiếp tục ra đời, rồi chừng đó em sẽ than vãn, em kêu khổ. Liên à, chúng ta qua đủ đầy hạnh phúc, có con thì hạnh phúc sẽ thêm lên, chúng ta hãy bền tâm mà chờ đợi, ngọn gió xuân sẽ làm mẹ nở rộ hoa đào. Thôi hôm nay là ngày vui của hai đứa, ngày ăn mừng ngôi nhà mới của chúng ta. Em đừng để cho nỗi buồn dần đục sẽ làm vơi đi nét đẹp của mình thôi. Anh làm như em đẹp lắm vậy á? Không đẹp gì mà ai đẹp hơn không được ha. Xí, xạo hoài. Ê, thôi có khách tới kìa, em vào trong sửa soạn, mình ở đây tiếp khách nha. Xin tuân lệnh má nó. Chó, trời chó nè, trời ơi, tiêu quần của rồi, trời ơi, nuôi chi cái giống chó ác ôn này, cắn rách mẹ cái quần áo cổ của tôi rồi, trời. Ủa gì vậy? Anh Trung, có để con khỏi phải chảy máu không? Trời ơi, đâu có làm sao, mới rách nát cái quần thôi à, chưa chảy máu. Nè, tiệc tùng gì mà anh trang hoàng nhà cửa con ngon lành quá vậy anh Bằng? Hôm nay con tân gia, tôi mời đông đủ bạn bè của tụi mình nào đó đó. Coi vậy mà đã xa cách 14-15 năm rồi. Còn anh, lúc này sao, làm ăn ra sao, có phát tài không? Làm bầu cải lương mà phát tài phát tướng cái khí khô gì anh? Ủa, anh làm bầu cải lương hả? Mà anh có biết hát gì không? Không biết hát mẹ gì đâu. Tại hồi nhỏ ham coi cải lương rồi coi thét thành ghiềm, ghiềm quá mới nhảy ra làm bầu coi cho nó đã vậy chứ. Anh Trung à, làm bầu chắc dễ thở lắm anh. Thiếu điều thắt họng thì cho dễ thở. Anh biết sao không? Sao vậy? Chạy tiền rạp, tiền cơm, tiền in chương trình, tiền di chuyển, tiền đóng thuế xoay lỗ cũng hụt hơi nè. Rồi lúc này anh ở đâu? Ôi, gánh hát lưu động mà chỗ nào có rạp thì ở rạp, chỗ nào hát tại đình nó thì ở đình, còn khi nào kẹt quá hát miễu thì chung vô miễu ở. Thiệt là tội nghiệp quá. Còn gia đình của anh thế nào hả anh? Một vợ tám con, ghê chưa. Còn nuôi thêm bốn thằng cháu vợ nữa, ngán không? Con gái lớn của tôi năm nay 12 tuổi, thằng út mới giáp thôi nôi, vậy mà bà chưa chịu nghỉ còn đòi coi sản xuất điều điều. Nhưng có điều an ủi là đám con tôi đều được nhờ tôi làm giám đốc kim soạn giả kim xếp đề co, má nó làm tổng khẩu giữ thùng tiền cửa và chạy vòng ngoài. Còn con gái lớn tôi thì nó ca đúng liệu, còn con thứ hai thì có cái giọng ào ào, chim đóng vai toàn là những thứ dữ dằn không à, như là dây trong xương nè, và la hét như là tương thi. Chắc các cháu nhờ anh khổ công luyện tập nên còn ấu thơ mà thi thố được tài. Nhất định là ngày sau khi anh trở về và anh sẽ sống an nhàn dư giả thanh thời. Việc đó sau này sẽ biết, chứ hiện giờ đây tôi khổ sở vô cùng, vì gánh hát nghèo nên kêu trước hụt sau. Anh Bằng. Ok kìa, anh Minh. Xin lỗi nha, xin có lỗi cả chị nữa. Dạ, thôi, xin mời anh chị vào. Không có xin lỗi, tôi tới để, tại có chút việc quan trọng đó thành ra. Tôi xin giới thiệu, đây là Nhung, vợ của tôi. Mình nè, đây là anh Bằng, bạn học cũ của anh á. Dạ, hân hạnh được biết anh Bằng. Dạ, hân hạnh được biết chị. Dạ, còn đây nè, đố anh nha, đố anh Minh nha. Anh biết ai đây không? Dạ. Biết không? Đố biết, biết cái tụi hàng mặt tử liền. Xin lỗi đúng đó anh coi anh sao nhớ rồi. Nhớ là quen quen mà còn ai? Tôi nhớ rồi, có phải đây là ai vậy ha? Tôi biết không thế nào nhớ, nhắc cho nhớ. Ai vậy? Trung mặc dấu ớ, Trung mặc đi dao nè, tôi mặc kê đánh tôi bài đó. Thế tôi nhớ rồi, trời ơi Trung đây hả? Trời ơi, sao bây giờ mà
có bộ già quá vậy nè. Tại lớn tuổi. À mình đây, đây là Trung. À, bạn học với tụi em hồi nhỏ đó. Bạn vui học lắm. Của mình đó hả? À, bạn học đó. Chào ông. Chào bà. Ủa sao kỳ vậy? Thôi kìa em xem gọi anh Trung đi bằng ông. Anh cũng là bạn học của tụi anh mà. Thôi bỏ đi, vợ tụi anh vui. Vui tánh thành ra nó giỡn chơi vậy. Vui à, anh Trung à, lúc này sao anh làm gì ở đâu? Anh Trung có nhiều việc tài lắm đó, anh Minh có biết không? Dạ. Hiện giờ anh Trung là một ông bầu gánh nát cái lường. Thì sống tại đây mày đó, nhưng lại được đi cấp xuân. Vậy à, mà anh Trung là bầu gánh nát mà gánh nát nào đâu. Và thường đi hát ở rạp nào à? Nghèo mà hát rạp gì nổi. Tôi chỉ là thuộc hàng bầu tèo, hát trong miếu đình và ở những thôn ấp mờ. Mà tên gánh là chi anh chưa có giới thiệu. Ở gánh nào? Đoàn ca vũ nhạc kịch trăng ngàn nơi thủ đô. Gánh hát gì đâu mà tên nó dài nhằn à, lại hát miếu đình lặn lội ở nhà quê. Chắc ở nông thôn dễ chạy gạo mượn tiền. Nghèo thì phải cải gạo chứ sao. Nhưng mà mình nói chi những lời quá đáng. Cái chuyện giàu nghèo biết sao đâu mà tranh. Biết rồi, đừng có binh nữa cho mất công. Thôi mình bỏ qua đi chứ tôi nhờ. Ủa mà sao từ nãy giờ chưa thấy mặt bà chủ nhà kìa. Chắc là anh cò vàng anh nhốt giữ ở hậu liêu. Trời ơi. Em à, dạ. Em ơi ra đây chào các bạn. Đây là Liên, vợ yêu quý của tôi. Dạ, chào chị. Xin lỗi nãy giờ tôi bận việc sau nhà. Kính mừng với anh chị đến chung vui. Nè, đây là chị Nhung, vợ của anh Minh này. Còn đây là ông bầu cánh tên Trung. Dạ, em có lỗi quá. Xin chào các anh, các chị. Dạ, xin chào chị. Dạ, xin mừng chị ạ. À, mà anh chị hôm nay chỉ mời có mấy que này sao không có mời càng sao? Dạ, còn có vợ chồng bác sĩ Tâm, kỹ sư Hùng, mấy anh chị đó đang ngồi ở trong kia kìa. Dạ, hôm nay nhân dịp mừng tân gia, xin mời các anh chị lên lầu xem nhà tôi cái chương trình có đẹp hay không ấy. Rồi sau đó cái là chúng ta nhập tiệc ha, vì mình. Hay quá, xin hoan nghênh, hoan nghênh. Trời ơi, mấy ngày nay cái nát nghỉ hoài, trời ơi, đói lên đói xuống, tôi xin hoan nghênh cái chỗ nhập tiệc đó. Chịu quá, chịu quá. Có kìa, vô duyên á. Gì vậy? Sao nói tôi vô duyên? Sao chị cứ muốn ăn thua với một mình tôi? Không lẽ tôi với chị có cái mối cựu thù? Thôi, xin anh Trung đừng buồn. Còn em sao kỳ quá? Vậy kỳ? Tại vì cái câu nói vô duyên. Sao vô duyên? Thì vô duyên, tôi nói là vô duyên chứ làm sao? Thôi, chị bỏ qua cho rồi. Dạ, anh cũng bỏ qua. Bây giờ tôi xin mời các chị, các anh. Còn cái mục nhập tiệc đó thì chừng nào nhập đâu anh Bằng. Trời, bộ chết đói hay sao mà mở miệng ra là đòi ăn. Đói thì nó không kệ tôi đói tôi mới đòi ăn chứ. Anh Trung à. Tao mời lên nhập tiệc thì phải đòi ăn tiệc chứ. Ráng đi anh Trung, ráng 15 phút nữa đi anh. Nhập thì càng sớm càng tốt nha. Chứ tôi đói dữ rồi, mồ hôi tôi tuôn rồi. Để tôi chết đây đồng cò ở đền nhân mạng nè. Ủa tôi nói trời sao tôi nói mãi sao cười kỳ vậy? Cười cho tao quê á. Thôi anh đừng quê gì hết. Thôi xin mời các anh các chị. Để tôi đi trước. Anh Minh, khoan. Để chị ấy lên lầu dương vợ tôi đi ha. Rồi anh ngồi xuống đây đi. Chúng mình hàn huyên tâm sự. Lâu quá rồi chúng mình cũng có dịp gặp nhau. Ngồi đi mà. Dạ, anh cho tôi tự nhiên. Dạ. Anh Minh à, lúc này anh làm việc gì ở đâu hả anh? Dạ, tôi hả anh? Anh á. Tôi làm đủ nghề hết anh à. Có lúc mà tôi làm thầu khoán, có khi tôi chạy áp phe, chợ đen, chợ đỏ. Ôi, cái nghề gì mà làm ra tiền tôi nhào vô à. Nhưng mà không giấu gì anh, thỉnh thoảng cũng thất nghiệp vài ba tháng đi vòng vòng xã hội cho nó vui. Này anh Minh à. Dạ. Chỗ bạn bè nhau cái gì cũng nói thật nha. Anh trong nói... anh không được vui cho lắm nha. Dạ. Dường như anh đang có một điều gì lo lắng lắm thì phải à. Ủa? Hay quá ta. Sao anh đoán hay quá vậy? Anh này thiệt là tinh ý à. Anh Bằng à. Tôi hỏi thiệt anh cái này nha. Nếu rủi sau này mà có cái kẻ nào họ vì hoàn cảnh gia đình mà phải sa vào dòng tội lỗi, mà phải đi cướp của giết người như là cái tên Tuấn Cúp và Thải Đường chẳng hạn, tôi nghĩ anh cũng nên xét mà anh chăm chế cho họ nhờ. Thôi Đình Minh ơi, anh đừng có nhắc tới cái tên cướp Bạch Hải Đường nữa. Mấy tháng nay anh biết không, tôi bị mất ăn mất ngủ cái gì nó đó. Tôi
cho anh biết hả, tóm cổ được nó hả, là tôi sẽ làm cho nó ở tù khổ sai chung thân. Mình ơi, chiếc nhẫn xoàn mình tặng cho em lúc nãy em để trong hộc tủ bàn phân, bỗng nhiên mất rồi. À, đâu, mình tìm kỹ lại coi đâu đó đó mà. Em đã lục lọi không còn một chỗ, em để trong hộc tủ rõ ràng mà. Vậy thì lạ thật mà. Chuyện thiệt nó xui xẻo đâu không á, phải chi mà tôi ở dưới này thì nó yên diệt. Tôi mới là người nhột nhạt hơn ai hết đây nè, vì ngó tới nhìn lui nội đây á, có mình tôi là nghèo mạt rệp à. Nghèo mà tới nhà người ta rồi người ta bị mất đồ mới là xấu hổ chứ. Mình à, gì? Lúc nãy mình có vô phòng riêng của chị Liên không? Gì? Mình có thấy chiếc nhẫn chị để trên. Gì hỏi kỳ cậu vậy? Hả? Tôi là vợ anh mà anh không tin tôi hả? Thì anh hỏi em. À, hay là anh nghe tôi đã ăn cắp chiếc nhẫn xoàn của chị Liên sao lại có thứ chồng vui? Lúc nào cũng để tâm hoài nghi vợ. Thôi mà chị, xin chị đừng nói vậy mà tội nghiệp cho anh lắm. Ở đây đâu có kẻ nào ngờ giật chị đâu. À, nói vậy là người ta đã nghi kỵ tôi phải không? Dám lắm à. Nội đây chỉ có mình tôi xấu mà. Mà thôi thôi anh Trung à, anh Trung, mình là cái chỗ bạn bè với nhau mà. Bạn bè xịt cái mặt không có cảm tình, tướng loay choay như là khỉ mắt phong. Này xin lỗi chị, coi như là khỉ mắt phong vậy chứ đàng hoàng lắm mà nha, chứ không phải thứ người cái mặt tù son kép phấn mà lòng dạ công vòng như cái giòi mình tích vậy. Ê, cái thằng cha bầu gánh cải lương. Cải lương sao? Cha nói vậy có nghĩa là sao chứ? Không có cái nghĩa lý con khỉ khô gì hết á. Ai muốn hiểu sao cũng được. Ủa, bộ chị có tịch sao chị nhúc nhích? Tịch gì? Ê, nè, bây giờ chị dám không? Dám cái gì? Dám không? Nếu là đứa nào bạn cắp cái chiếc nhẫn hột xoàn của chị Liên á, dám lên lăng ông bà chịu thầy với tôi không? Dạng hổng đó không? Dạng hổng á? Lăng ông bà chịu dạng hổng đó đâu? Dạng hổng chú, dạng hổng chú. Dạng hổng chú. Anh Trung ơi, cho tôi xin đi anh Trung à. Trung ơi, em ơi anh lại em mà. Lại cái gì? Bạn bè của anh tử tế quá. Bạn bè của anh đồ cái thứ đồ bạc vô duyên mắt vô áo. Bắt gió kệ tôi. Ê, tụi này đàng hoàng tử tế luôn luôn chứ. Tụi này làm ăn lương thiện mà. Làm bầu cái nát có đóng ba tăng ăn hoài mà. Trời ca vô duyên. Chị muốn gì? Vô duyên. Thôi Nhung. Trời đã vô bụng. Thôi anh Trung. Anh Trung, cách và danh dự cho chồng. Có ly đâu giữa tiệc vui nơi bạn bè cũ như thế này. Nỗi mừng vui chưa kịp lời thổ lộ thì mình đã làm cho anh thêm tủi hổ trong lòng. Dù cho anh không giữ còn thì bổn phận làm chồng, dù cho anh có gì không phải thì em cũng đừng cư xử như một kẻ chẳng ra chi. Bạn bè của anh bao nhiêu năm trời xa cách mới có ngày này hội ngộ với nhau đây, đó là một điều nghi ước dòng lớn lao, sao em nỡ xóa nghi tan trong giây phút. Đó là lời của anh, lời của bạn bè anh. Tôi như vậy mà dám nghi tôi ăn cắp à? Tôi nói tôi không nghi vậy trơn á, chính mắt tôi thấy rõ ràng á. Anh nghe chưa? Thôi mẹ em. Anh nghe chưa? Thôi mẹ em. Anh nhìn vợ tôi chút, anh nhìn vợ tôi. Đưa qua đâu rồi đó. Anh để cho người ta hạ nhục tôi mà anh không một lời binh vực. Binh vực sao nữa? Vậy thì anh đừng phiền trách làm chi cho xấu hổ thêm nhiều. Bạn bè anh đâu phải là kẻ nghi biết cả điều. Này chị nói sao? Sao không biết điều hả? Tại sao anh không có một thái độ phân minh? Anh là chồng mà anh không binh giờ. Anh để cho người ta khinh dễ chẳng
trong gia đình anh đã không tròn bổn phận, ra ngoài đời anh lại thua kém người ta. Trời ơi, trước mặt bạn bè của anh mà em nói như vậy thì nghe được. Vì đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho anh Minh lắm. Anh luôn luôn lúc nào cũng quý chị hết trơn á. Cái lỗi này là do chúng tôi đây nè, do con vợ. Tại chồng tôi mà người ta dám khinh dễ tôi như vậy. Trời ơi, Nhung Minh ơi, dù anh có lỗi lầm gì đi chăng nữa thì mình cũng phải ôm tồn trong câu chuyện hôm nay. Mình nên nhớ, ở đây không phải là nhà của mình, không phải là nơi để cho mình gây sự, mình lớn tiếng lên như vậy. Hơn nữa mình phải biết, anh chỉ bằng nên là vì người ta đã có lòng, cho nên người ta mới mời mình đến. Ta mời mình đến dự tiệc là muốn cho tình bạn được thêm thâm đậm, mà cuộc đời đã ngăn cách đi lâu nay. Bây giờ câu chuyện đã đổi thay, làm anh thêm bạc hoàng xấu hổ. Anh Bằng, anh Trung, hãy cho tôi xin lỗi, đừng gấp gáp làm chi, những chuyện đã qua rồi. Anh sợ thì anh cứ xin lỗi đi, còn tôi không có lỗi gì mà phải xin. Anh chị không có lỗi gì hết trơn cái trời á, đó chỉ là tại vì con vợ của tôi nó sơ suất á. Chị Liên ở nhà không có sơ suất gì hết á, chị ở nhà nói đúng. Ê, cái bản mặt xạo. Xạo gì? Chị nói ai xạo? Chú xạo. Chị xạo? Chú xạo. Chị xạo? Xạo. Ôi mà, trời ơi, Nhung ơi, anh lại em mà, anh nhìn anh Trung chứ không được sao? Anh đừng có sợ bất hiếp tôi, không có sợ ai hết á. Bây giờ nè, ông con. Dạ. Còn xác bớt tôi đi. Xác rồi, xác bớt tôi đi. Trời ơi, em làm cái gì vậy ông? Đổ bạn bè với nhau không? Làm sao tôi dám xác bớt vậy? Xác đi. Nè, xác đi. À, bây giờ tôi đưa bớt, ông còn ông xác phải không? Được, ông xác tôi về. Nè, tôi nói cho mà biết, sau này đó, đừng có ai đá động gì tới tôi hết à. Xí. Xí gì? Bản mặt. Hắn tài. Đó, trời ơi, anh Minh ơi, anh nghe chưa? Chỉ nói tôi hãm à, tài. Trời ơi, thôi, anh Trung mà, nãy anh nhìn vợ tôi không quen đó. Trời ơi, nhìn tôi nhìn người quen rồi. Anh kể là đàn bà mà, anh nhìn chút xíu rồi, nhìn vợ tôi chút nghe. Anh chồng anh nhìn chứ tôi. Xin lỗi anh. Anh nhìn vợ anh chứ còn tôi gì sao tôi nhìn được. Tôi nói thiệt anh mà, tôi mà có con vợ với anh đó nghe, mỗi ngày tôi đánh anh chứ là 8 lần. Đánh nè, đánh. Đâu. Bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dở cho rồi bầu ra thằng quỷ này không quay. Với bầu ra bầu lấy quan ba, tay cầm bầu lại quét nhà nấu cơm. Nấu cơm thì phải nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Quỷ đi, thằng quỷ này, mày trốn đổ mày chết sao mày khóc hoài vậy mày? Kìa anh Cang, có chuyện gì quan hệ mà liều mạng đến giờ này? Có chứ. Nó đâu rồi? Đi mất biệt mấy đêm rồi. Đi rồi hả? Nè, đem trả lại nhẫn với em á. Ủa, sao vậy? Cầm không được mà bán không ai mua nữa. Sao kỳ vậy? Bộ giả hả? Không có phát tia, người ta sợ đồ ăn trộm. Ăn cướp. Thôi em cất đi. Nè, anh đến đây để cho em biết một câu chuyện vô cùng nguy hiểm. Chuyện gì vậy? Em à, em có biết không, tên tướng cướp Bạch Hải Đường không ai xa lạ gì đâu, nó chính là chồng của em. Hiện giờ tại sở công an đã có tài liệu rõ ràng, cho nên sớm muộn gì cò bóp cũng đến đây. Trời ơi, tôi có ngờ đâu hắn chính là Bạch Hải Đường. Vậy mà suốt mấy năm trường hắn mãi lặng tiếng em ơi. Thì bây giờ đã rõ nghĩ ra mình là nên tin cách nào thì
thì cứ cho nó sớm vô tù để chúng mình được tự do. Em chỉ sợ người ta khi đã phát giác rõ ràng em với nó là vợ chồng chắc sẽ có nhiều rắc rối. Chẳng gì đâu rắc rối, em nào dính liêu với ai, em hãy tố cáo nó đi để tránh tai họa về sau. Sao em thấy không, em thấy nói có lý không? Nè, bây giờ nói với em nghe không, em hãy viết thơ tố cáo nó, tức như là em tự minh quán cho mình rồi. Nhà chức trách sẽ không buộc tội em mà còn thưởng em là đằng khác nữa. Ừ, phải à. Chúng mình cũng sẽ được tự do, em thấy chưa? Đúng, 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 đúng anh. Cho tôi giải cái này. Bây giờ này, anh lại chung xuống giường cho tôi. Không có được, anh giọt đi. Nè, không anh mở cửa sang giọt. Dạ, dạ, anh đi, đi, đi. Trời ơi, tức của mình ghê vậy. Ngủ ghê gì, giờ này không chịu ngủ nữa. Thiệt à, quỷ yêu gì đâu không á. Nhưng ơi, ủa mình giờ này mình chưa ngủ sao? Ngủ cái gì? Con cái gì như yêu như quỷ à? Sao đây con? Khóc nhẹ nhẹ hoài à, làm sao ngủ nghe gì chứ được? Trời ơi, gì vậy? Sao nay không tự nhiên mình rủa con vậy? Ờ, đưa đây. Ờ, ba nè con. Ồ, chú cha, cái mỏ chu giống thằng chía mày không? Ồ, nhủ đi con. Ồ, với dầu tình bậu muốn thôi, tình ba muốn nữa cho rồi ba ra. Thấy không, thấy không, tôi mới ca có chút ru có chút là nó ngủ ngon lành, thấy không? Ờ, sao không giỏi làm ơn ở nhà dỗ nó. Em thiệt rồi, bữa nay là em làm gì em sẵn lè với anh vậy? Anh vẫn một lòng thương em thì phải chạy lo tiền bạc, lo hạnh phúc tương lai gia đình mình chứ. Em đừng nói vậy. Chà, lo, cảm ơn à. Thôi đi ngủ đi, để cho người ta còn ngủ nữa chứ. À, nhưng mà khoan mình à, anh muốn hỏi mình điều này. Muốn kiếm chuyện nữa phải không? Không, không phải anh kiếm chuyện với em. Nhưng mà anh muốn biết tại sao em lại nhẫn tâm, em đánh cắp chiếc nhẫn của vợ anh Bằng. Anh cho anh biết là anh đã để tâm suy xét rất kỹ. Hôm đó ngoại trừ em ra thì chẳng còn một ai. Nhưng sao em làm cái chuyện đó? Em bôi lỏ vào mặt của anh nghe. Ê, 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 anh đừng có đặt chuyện vô vơ. Bằng cớ gì anh trưng ra đi, chớ đừng có nói bậy, tôi chẳng có gì tình. Tôi tố cáo ra anh ở tù một góc. Hả? Cái gì ở tù? Ủa em biết cái chuyện gì đó, nói đại ra coi. Dạ, bộ anh khi tôi là con nít ngu khờ sao không biết được những gì anh đã vô. Anh đừng hòng mà che lấp mắt tôi. Nói gì lung tung vậy? Nhưng mà em biết chuyện gì, tao nói thử nghe chơi. Thôi, anh đừng có giả bộ ngây thơ. Tôi biết rồi, tôi biết rõ sạch trơn. Anh là thằng ăn cướp dưới tên Bạch Hải Đường. Nè, đừng chọc tôi cho ở tù rụt xương. Hả? Ai nói với em tôi là... Phải, tôi là tướng cướp Bạch Hải Đường đây. Đâu bây giờ em làm gì anh, em làm thử em coi. Thời gian sẽ trả lời. Cái gì? Bất quá ở tù chung thân là cùng. Mà trời ơi, mình làm chồng làm cha mà được ở tù chung thân vì em, vì vợ vì con nha, anh không có chút gì ân hận hết á. Chà, tốt quá ta. Không tốt gì mà ai tốt hơn không được à. Bây giờ lại đại biểu nè, đi ngủ nè. Thôi kì. Đi ngủ á, lâu lắm rồi tôi không có tâm sự, nay cho tâm sự à. Thôi anh buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, tôi chưa buồn ngủ. Đi ngủ mà. Thôi mà, kỳ vậy. Rồi đó. Vợ tôi nay kỳ quá nè, dịnh cái cũng phủi nữa. Vợ không đi ngủ hay không? Không. Bây giờ cười nghe đi cho tôi lấy hên đi ngủ. Không trước. Bắt cười sao cười được? Thì cười đi, không cười được cũng ráng. Thôi mà không mà có cười. Cười cho tôi ngủ cho nó ngon coi. Thôi. Thôi mà năn nỉ mà cười đi mà. trời ơi, con vợ tôi nó cười. Trời ơi, nó cười giống con khỉ bạc má, cười niêm chi với tôi hôm nọ trong sứ thú á. Người đẹp gì mà cười giống như cái con. Thôi tôi đi ngủ trước. Mình ơi, mình à, Ban Thu ơi, Ban Thu. Mình thức thì ngủ ra đây, em nói chuyện này quan trọng lắm. À,
mày đã ngủ sai như vậy là mày đã tới số. Tao sẽ viết thơ tố cáo mày với ông Cò Bằng, cho mày ngồi tù trọn kiếp. Kính gửi ông Bằng thanh tra mật tám, hân hạnh tin ông rõ tên cướp Bạch Hải Đường mà ông đang truy nã không phải ai xa lạ, nó là thằng Hoàng Minh phản bội cũ của ông. Chỉ khi được tin này, ông phải lập tức đưa người đến dây bắt nó tại căn nhà số 999 đường Sư Nguyệt Ánh. Chiếc nhẫn của vợ ông nó giấu dưới gối nằm con nó tên Giang. Chào ông, một người cũng giúp ông. Xong rồi, tôi sẽ ném thơ này trước cửa nhà ông Cò Bằng. Tôi sẽ rời xa vĩnh viễn căn nhà này. Con ơi, con ráng ở lại đây với thằng cha ăn cướp của con, rồi theo nó vô trong tù mà ở. Má về với ba mới của con. Đồ bản mặt giống cha dễ ghét. Má đi nghe con. Em à, Nhung ơi, Nhung, con khóc không sùm nữa em. Tao ngủ cũng không được nữa. Nhung ơi, em đâu mà nhỏ khóc um sùm vậy? Trời ơi, đi đâu nữa rồi? Trời ơi, thiệt là khổ. Nín nín đi con, nín đi con, ba đây con. Ồ, nín đi, ba đây nè. Nhung à, má tôi ơi. Ơi, cái giọng này là chắc bỏ đi đánh bài đánh bạc. Vợ con cái gì mà cờ bạc tối ngày giờ này mà cũng còn đi cờ bạc. Khổ ơi là khổ. Nín đi con, nín đi con. Ba đây. Ôi dầu mộng thôi, đôi em nữa sẽ rồi. Ơi, ngủ quá rồi. Gì đây? Trời đất ơi! Tờ giấy chấm, tờ giấy chấm còn in rành rành những dòng chữ. Kính gửi ông Bằng thanh tra mật thám. Trời, khốn nạn, khốn nạn! Đúng là Nhung đã đi tố cáo tôi với nhà chức trách. Đúng là Nhung đã phản bội tôi rồi. Trời ơi con ơi, Nhung ơi, sao em nỡ đành đoạn bỏ đi khi con Thu nó mới vừa lên 2 tuổi? Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em? Suốt một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng chung chẳng xẻ gối. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Nhưng kể từ đây em sẽ ra đi không trở lại nữa rồi. Anh thì sẽ suốt đời mang án, chỉ tội nghiệp con chờ nó đang còn trong tuổi ngây thơ. Còn rồi ai dạy dỗ từng tiêu, ai chăm sóc dỗ về khi thiếu tiếng ru em trong giấc ngủ đêm dài? Nó sẽ khóc đòi cha hay buồn gì nhớ mẹ? Cha thì đã bị tù đày, còn mẹ thì bỏ đi xa. Thượng đế ơi, sao ông
gây chi thảm trạng, để khổ lòng nhau khi chia cách gia đình. Thôi thì đành buông tay cho định số an bài. Thưa con, thưa con ơi, ba sắp vĩnh viễn xa con rồi, mà không biết bao giờ mới gặp lại. Anh Văn, chị Liên. Anh Minh, tôi rất đau lòng đến đây để... Để bắt tôi phải không anh? Mình là bạn thân nhau, mà nay tôi lại... Không sao, anh cứ làm nhiệm vụ của anh đi. Cô đang buồn là buồn cho những vợ của tôi thôi anh ạ. Con, thù con. Con ơi, con hãy nên đi để cho cha có đủ đầy nghị lực mà còn bình tâm nhìn lại đứa con khờ. Sẽ xa cách biết đến bao giờ, trong khổ ải ngục tù, trong kiếp sống lao lung. Anh Minh à, xin anh ráng bình tâm trước cả thảm trạng xảy ra, tôi cũng xót xa lòng khi phải đến nơi đây. Anh Bằng, anh đã nhận được bức thư là người anh đã hiểu đuôi đầu. Tôi không chua xót cho phận mình mà chỉ thương hại cho con tôi phải bơ vơ. Anh Minh còn có chúng tôi đây, có thể giúp anh được những gì chúng tôi chẳng chối từ trong nhiệm vụ thiêng liêng. Anh Bằng, chị Liên, tôi được thô tố cáo, tôi bàng hoàng ngỡ ngẩn, xin anh hãy thứ lỗi cho tôi. Vì ngoài tình bạn cũng còn nhiệm vụ của tôi mà. Thưa dân, xin anh hãy cứ làm tròn nhiệm vụ của anh đi. Anh Minh, anh làm tôi góp bạch hai được thật sao? Dạ thưa chị, không có ai tố cáo mình chính xác cho bằng chính vợ của mình. Chị Liên ơi, thưa thật với chị, tôi chính thật là tương cúp bạch hai đường. Anh Minh, tôi cúp của giết người để cho vợ tôi có đủ tiền xe xu nhung lụa, có đủ tiền để bài bạc thâu đêm, rồi trong sa ngã của son phấn bạc tiền, người đàn bà đã sinh lòng phản trắc. Trời ơi, thật tôi không ngờ mà. Tôi không ngờ chị Nhung lại nở tác tệ như vậy. Phải, anh chị làm sao ngờ được thằng Minh bạn của anh chị lại là một tên tướng cướp sát nhân giết người đoạt của. Cũng như tôi, làm sao tôi có thể ngờ được kẻ đi tố cáo tôi lại chính là vợ của tôi. Chính tôi cũng còn không ngờ tôi có thể trở thành tinh tương cục bạch hải đường, mang tâm trạng của kẻ si tình rồi đi sâu vào dòng tôi lôi. Vì từ ngày tôi được phong dương ngự trị trên ngai vàng tình ái, thì tôi là kẻ trắng tay làm sao giữ nổi một lâu đài. Lẽ sông của tình yêu đã đẩy đưa tôi vào nẻo tối của cuộc đời. Ngày cưới Nhung về làm vợ, tôi biết chắc là sẽ đổ vỡ một tình duyên. Anh chị ơi, 30 tuổi đời chưa tàn một cuộc vui, mà nay tôi vội tìm đường vào dòng lao ly. Có thương là thương cho đứa trẻ thơ vô tội, như chim vỡ tổ bờ giờ cuối trời. Vợ chồng tôi sẽ nuôi cháu bé thay anh trong những tháng năm đền tuổi nơi lao ly. Anh duyên lòng vững tâm vì tình thương của vợ chồng tôi để dành cho đứa bé như là ruột thịt. Được như vậy tôi quỳ xuống đây tôi lại đội ơn anh chị.
phụ. Anh Minh ơi, và giây phút tâm tình tôi đã hiểu lòng anh. Tôi tin rằng người đàn bà kia rồi đây sẽ có ngày ăn năn hối hận. Còn tôi với anh trước sau vẫn là đôi bạn như thuở nào hai đứa chung trường chung lớp bên nhau. Nhưng cái nghiệt là cuộc đời ngang trai trơ trêu, và hiện tại tôi là thanh tra còn anh là tội phạm. Tôi xin phép anh làm bổn phận sau khi mình cùng nhau túc cạn tâm tình. Thưa dân, xin anh cứ tự nhiên. Tôi là tên Tân Cúc Bạch Hải Đường, xin đưa hai tay cho anh cầm lại. Chị Liên ơi, đây bé Thù, con tôi xin gửi lại nhờ anh chị nuôi dùm cho nó được thành nhân. Anh cứ an lòng, tôi xin hứa là vợ chồng tôi sẽ nuôi dưỡng và thương yêu bé Thu như là con ruột. Dạ, nếu được như vậy thì ơn của anh chị dù cho đến chết tôi cũng không thể nào quên được. Tôi lại anh chị, tôi quỳ xuống đây tôi lại anh chị 100.000 lại. Đây con của tôi, anh chị ôm lấy nó đi. Thu, Thu con ơi, ba đi người con, cha con mình nhịn được nhà con. Ai, nín đi, nín đi con đừng khóc mà cha con thêm nát ruột tan lòng. Thu, con, chị Liên. Tôi xin chị cho tôi được ẵm con tôi, hôn con tôi một lần sao cho. Con ơi, con hãy nín đi con. Con nín cho cha bớt đau lòng giờ vĩnh biệt. Cho cha khỏi các tầng đoạn ruột của cha. Sau này con đã lớn con rồi, con đừng nhớ tiếc chi dị dàng. Hoặc tìm về hình ảnh cùng một người cha không khổ nghe con. Anh chị Bằng, đây là cháu Thu, con gái yêu quý của tôi. Nó cũng mang một số kiếp đau thương như cha của nó vậy. Tôi xin anh chị thương tôi, cho tôi gửi lại giọt máu vô phần này. Nhờ anh chị xót thương mà quản dưỡng nó. Thu, con gái cưng của ba, con vĩnh biệt từ đây, trong phút chia ly này, rồi xa nhau mãi mãi, biết ngày nào trở lại. Chỉ mong đứa con trông nhờ anh chị nuôi nấng, mai sau nên người nghĩa ân muôn kiếp tạc. Chia ly này nói sao cho hết lời, tôi vĩnh biệt từ đây, tôi vĩnh biệt từ đây. Dòng thời gian vẫn lặng lẽ xuôi chảy mãi. 18 năm qua, 18 năm biết bao vật đổi sao dời, nhưng niềm quốc hận không phôi pha cùng tuế nguyệt. Đô rê mi pha son, son pha mi rê đô. Hay quá, hay quá, con gái cưng của mẹ giỏi quá, tướng âm đúng quá.
Mẹ, mẹ cứ khen con hoài à. Thì hay thì mẹ khen chứ sao. À, chừng nào bái trường hả Thu? Dạ, còn vài tuần nữa. Mà mẹ kỳ quá à. Con đang đi học, bỗng nhiên cái mẹ bắt con thôi học. Vậy là kỳ bái trường này đó, con không còn gặp lại bạn bè cũ, mái trường xưa. Thì có chồng thì phải nghỉ học chứ sao con. Ừ, nhưng kỳ quá à, con không chịu đâu. Con lớn rồi, ba má phải lo bề gia thất cho con. Hơn nữa, chỗ ấy rất xứng đáng cho con trao thân gửi phận. Ủa, sao không thấy thằng Lộc đến thăm con kìa? Trời ơi, ngày nào mà anh không đến đây. Con người gì mà liệm chết à. Con đuổi về, mà nhất định không chịu về. Chứ không phải vắng mặt nó dài ba bữa cái là mặt con bí xị. Ý, mẹ kỳ quá à, con ghét mẹ ghê đi. Có gì vui mà hai mẹ con cãi nhau dữ vậy? Dạ, thưa ba mới về. Con nó nhõng nhẽo lắm mình ơi. Ít bữa nó đi lấy chồng rồi, nhõng nhẽo người ta cười chết à. Đó, ta ghẹo con nữa, con không chịu đâu. Thôi bỏ qua việc đó đi con. À, Thu à, dạ. Con coi sách gì mà nhiều vậy con? Dạ, tiểu thuyết kiếm hiệp. Hả, à, tiểu thuyết kiếm hiệp? Dạ. À, ba ơi, à, có cuốn này hay lắm nè. Cuốn gì vậy con? Phi tặc hải đường hồng, một thảm cảnh gia đình đầy nước mắt. Đầu con kể sơ lược cốt truyện cho ba nghe thử coi con. Thôi mà, chuyện buồn mà mình nghe làm chi? Chắc là câu chuyện hay lắm, cho nên con nó mới quan tâm như vậy á. Đầu, con hãy kể đi con. Dân ở một tỉnh xa kia có một người rất tận tình yêu vợ thương con, chân bạc bước lắm tay, vợ nhà chắc nết lang tâm ngày đêm quên cả đạo vợ hiền, quên cả tình phu thê, tội nghiệp cho gã thanh niên vì thương vợ nên đã đánh liều trở thành kẻ cướp giết người gây bao tâm trạng đau thương, rồi qua tình người vợ chàng về bắt giữa đêm mưa bỏ lại đứa con thơ giữa cuộc đời bơ vơ. Vào trong ngủ đi, tối nay ba đưa mẹ con mình vô chợ lớn ăn mì. Ba chịu không ba? Lệnh của mẹ con làm sao ông ba dám cãi. Trời ơi, mẹ quay ghê vậy đó. Xin chào mẹ một cái rụp. Thôi con vào nghỉ nghe ba má. Ờ, con đi đi mình nè. À, mình đi ăn cơm khách, nhớ về sớm đưa con và em vào chợ lớn ăn mì nghe. Xin tuân lệnh. Mình anh đi nghe. Mình anh đi à. Dạ xin lỗi bà cho tôi hỏi thăm. Dạ chào bà. Bà muốn hỏi thăm ai? Thưa bà, đây có phải là tư gia của ông Cò Bằng không ạ? Dạ phải, đây là nhà của vợ chồng tôi. À, hình như bà... Tôi đã có một lần gặp bà, nhưng cách đây đã 18 năm. Ngày ông bà tổ chức ăn mừng nhà mới. À, thì ra bà đây là... Nhung, vợ của mình, tướng cướp Bạch Hải Đường. Xin lỗi chị, lâu quá tôi nhìn không ra. Tôi đến đây yêu cầu ông bà giải quyết giùm tôi một câu chuyện. Chuyện gì hả chị? Chuyện con Thu. Tôi muốn gặp mặt con tôi. Rất tiếc, con tôi nó đã đi Đà Lạt nghỉ mát rồi. Đi Đà Lạt rồi à? Thôi cũng được. Bây giờ tôi xin nói thẳng vào vấn đề. Ý định của tôi là đến đây yêu cầu ông bà trả con Thu. Tôi mới
Tình mẹ thương con cao quý thiêng liêng, có ai mà chẳng nhận nhìn. Nhưng đến nay chị mới nhớ đến tình mẫu tử. Tôi thấy như trễ rồi và nghe rất chướng tai. Tôi không cần nghe bà dạy đời tôi nữa. Bà hãy trả lời dứt khoát. Bây giờ bà có bằng lòng giao trả con Thu cho tôi hay không? Không, 1000 lần cũng không. À, thì ra bà muốn tôi phải dùng đến biện pháp mà từ lâu nay tôi không nỡ thi hành. Vậy thì vợ chồng bà chớ nên kêu than quán trách. Tôi sẽ truy tố vợ chồng bà ra trước pháp luật để chồng bà trả lời tại sao dám nuôi con của một tên tướng cướp gian manh. Phải chăng chồng bà đã lợi dụng quyền thế mà giết người cứu của tự do? Chừng đó thử coi vợ chồng bà có còn giữ được con Thu hay không. Bây giờ chị mới rõ ra là con người manh tâm sâu độc, lấy quan trả ơn như đã phản chồng để riêng của tôi không có quan hệ gì đến một ai. Bà cứ trả lời tôi là có bằng lòng trả con tôi lại để tôi có thái độ thích nghi với vợ chồng bà. Bà nên suy nghĩ kỹ càng để khỏi ân hận về sau. Thật tôi không ngờ chị quá bận nhớ già hèn hạ, nuốt hết nghĩa tình còn muốn hãm hại người ơi. Việc đó tùy bà. Tôi chỉ biết là tôi đang cần một là con Thu, hai là 200.000 đồng. Tôi chờ bà 3 hôm nữa, bà phải trả lời dứt khoát. Thôi, tôi về nghe bà. Nè, bà nhớ kỹ chưa? 1 là con Thu, 2 là 200.000 đồng. Đó là lệnh của chồng tôi. Anh Minh. Không, anh Cang, chồng sau này của tôi. Chào bà. Chị Nhung, xin chị nghĩ đến tình bạn cũ giữa anh Minh và chồng tôi. Huống chi vợ chồng tôi đã nuôi con Thu được 10 mấy năm rồi. Chúng tôi minh tai minh chân và thương nó như con ruột. Thôi tôi đã quyết định rồi. Chào bà. Chị Nhung. Chị Nhung. Trời ơi. Ủa, má con Thu, sao mình ngồi mình khóc đây? Mới đi con tiếng đồng hồ mà đổ lệ trần ai rồi à? Hạnh phúc gia đình đang êm ấm, hồi sáng em vui vẻ đề nghị anh đưa em và con đi Vũng Tàu, sao bây giờ lại hay là bài chuyện ghen tương gì nữa đây? Mình ơi, em khổ lắm. Tuy biết rằng, trời ơi, em nói gì mà anh hiểu gì hết á. Mình ơi, chị Nhung vừa mới đến nhà mình, chị đòi con Thu lại. Giỡn chơi à, đâu có dễ dàng vậy được. Trong dưỡng nuôi cũng dí bằng sanh đẻ. Huống chi 18 năm rồi này, vợ chồng mình chỉ có con Thu là nguồn an ủi sớm hôm. Nếu không trả bé Thu thì trao cho chị 200.000 đồng. Đó là điều kiện ban con của một người mẹ vô trách nhiệm. Hả? 200.000 đồng? Thật là vô lý.
em đừng lo, đừng lo gì hết á. Trước pháp lý chị Nhung không có quyền đòi hỏi gì hết á. Thôi em đi nghỉ đi, đừng lo gì hết á. Để anh tìm cách anh đối phó, đi đi. Thôi em vô, mình ráng nghe mình. Ráng ráng hoài, nói hoài, chay quá à. Vô đi. Anh Bằng, anh giỏi anh. Ủa kìa, anh Trung, gánh lúc này hát ở đâu mà về đây vậy anh, hả? Hát ở bà Điểm á, ngày mai tôi dọn lên bà Quẹo nè. Ba hôm nữa tôi dọn về bà Hom. Sau bà Hom chắc tôi dọn về bà Chiểu à. Mà nếu bà Chiểu hát ế là chắc chết bà nội tôi rồi. Trời đất ơi, sao mà gánh không vô mấy đập lớn mà hát. Cứ hát sớm với hát bà, hát còn là sớm không vậy? Lúc này hát tuồng cương mà làm sao vô đập lớn được anh. Ủa rồi mấy thầy tuồng của anh đâu hết mà gánh anh lại hát tuồng cương, kỳ vậy? Hát ế quá, tôi không có tiền trả bản quyền, nên đâu có ông nào chịu đưa tuồng vô nữa. Tôi đành sách lớp cho tụi nó hát cương mỗi đêm. Vậy à? Chị Liên đâu rồi anh? Vợ tôi hả? Mới khóc một hồi rồi vô trọng nằm tiếp tục khóc nữa, trọng có chi đâu. Thôi nghe cha, lâu gặp cũng còn tánh đó à. Bài đặt mèo mỡ rồi đánh chỉ chi. Thôi anh không biết mà anh nói vậy chứ đâu có phải. Chị Nhung đến đây mới đòi tiền đòi bạc gì đó chứ. Ủa, bộ hai ông bà thiếu nợ chị hả? Đâu có anh. Chị Nhung đòi tiền phải bán đứt con thu cho vợ chồng tôi với số bạc là 200.000 đồng. Trời ơi, sao lại nỡ đành lòng bán con đòi tiền một cách ngang xương. Nếu tôi không có tiền chỉ bắt con thu lại nên vợ tôi khóc nãy giờ. Sao chị Nhung không nhớ cái hồi chị bỏ con, còn anh Minh thì bị bắt đi. Nếu hồi đó không có nhờ anh chị thì là đời con thu đâu có được như ngày nay. Cái việc này để tôi hỏi lại anh Minh. Anh Minh bị đại ra con đảo xa xôi. Không, anh gần mãn hạn được đến đưa về làm việc nhẹ ở ngoài Vũng Tàu kia. Nhưng tôi đây lo ngại anh Minh, anh buồn giận. Anh hãy nghe tôi mà vững đi yên tâm. Chuyện của chị Nhung cứ để tôi lo dùm. Tôi đã nhất quyết thì anh đừng có cản đảm. Tôi biết anh là người tánh rất thẳng ngày, nhưng chuyện này là chuyện của vợ chồng tôi. Không, anh đã có lòng nuôi dưỡng cháu thù, tôi phải góp phần giải quyết vụ chị Nhung. Chớ có lý đâu anh cứ mãi nhọc lòng. Tôi sợ mình gây khổ lụy cho anh Minh. Thì kệ anh, tôi đi, tôi đi. Khoan anh Trung à, không khoan. Có khoan, không có dù gì nữa hết á. Tôi nói đi là đi, không biết chừng tôi còn chạy nữa. Tôi đi đâu anh Trung à, anh Trung. Mấy đó là ông lo đi làm dùm năm dùm ba làm gì đó. Tao tới rồi, tao tới rồi. Minh đâu rồi? Dạ, em đây sếp. Rồi đó con, mày đó hả Minh? Dạ. Hôm nay sao mày nói cái giọng kìa? Dạ, mấy nay bị cảm hả sếp? Cảm rồi tự nhiên mày đổi điện hả? Nè, mày lo dẫn mấy tù nhỏ này đi quét dọn đằng sau trại 4 kia cho tao. Mày tự nhiên. Mấy anh em kia đâu, theo tôi đi. Dạ. Còn mấy đứa này, lo làm cho đàng hoàng nghe không? Để tao đọc báo một chút coi. Tai nạn khủng khiếp. Xe rùa đụng hũ lô, hai con chó bị thương, một con bò sức mốc. Đừng chết cha, vậy mà cũng gọi là khủng khiếp. Tin vợ chót. Vì khang giấy bổn báo tạm nghỉ 3 ngày. Vô gì, nghỉ mà cũng quảng cáo nữa. Mấy con đó, gần tới giờ cơm rồi nghe không? Vậy chào sếp. Đưa tay lên mày. Mày giỏi mày. Dạ mày giỏi sếp. Mày giỏi, đưa tay lên mày. Dạ đưa rồi. Dạ sếp lấy cái mũi súng vào bên nghe rúng em quá sếp. Dạ cảm ơn sếp, nhờ trời em mập thêm vài ký. Ủa mày lần nào tao quên mất mẹ rồi. Dạ trời, sếp quên thiệt sao sếp. Dạ em là bầu Trung nè. Dạ bầu gánh hát cải lương pha Hồ Quảng, nhan đề là trăng ngàn nơi thủ đô đây nè. Trăng ngàn nơi thủ đô. Dạ. Tao nhớ rồi. Dạ. Cái nát mẹ hát đâu mà đi lang bang đây. Dạ lách mũi súng qua sếp. Hỏi mũi súng chắc ăn mày. Dạ con dạ. Dạ em đương hát ở sớm. Dạ ở đâu? Hiện giờ thì hát ở Bến Đình. Nhưng lúc trước em hát ở sớm gà. Cái em dọn qua sớm vịt. Em định qua sớm củi xong rồi em tính dọn ra. Dọn ra sớm than đang nướng nguyên cái nát mày phải không? Dạ. Sao hát sớm không vậy mày? Dạ. Dạ tao hỏi mày hiện giờ cái hát ở đâu? Dạ thì tôi mới nói với sếp con hiện giờ hát Bến Đình. Hát Bến Đình hả? Bến Đình. Dạ.
Hôm nào đưa tao về tắm cạn, tao mời em Út coi chơi được không? Nói gì cái đó thì em ra đây làm dự định lo cho sếp trước hơn ai hết. Ngon lành quá ta. Chứ sao? Ủa, mày đi đâu mà xách đồ ăn theo lũ hủ vậy nè? Phải đem cho tao không? Dạ. Không giấu gì sếp, gánh của em đang trình diễn tại Bến Đình. Mặc dù em là giám đốc kim đạo diễn, kim xếp đồ hội, nó lưu bù kim mà em cũng bỏ gánh ra đây để thăm thằng bạn chí thân. Ôi đừng có nói lăng nhăng, coi chừng bỏ mạng nghe con. Tại chỗ này không phải chỗ giật chơi, ta bỏ tụi mày cho mày chết cha luôn. Dạ, xin sếp làm ơn thông cảm cho em Út được nhờ. Em có một thằng bạn tốt đang bị nhốt ở ngoài này, nó tên là thằng Đặng Hoàng Minh, bị lưu đày ra thành nơi Côn Đảo. Nay nghe tin nó về đây được nên vội vàng khăn gói ra thăm. Tôi đem theo mấy ấu bánh mì, một nải chuối và mấy chai xa xỉ. Mình đó tao biết rồi. Dạ. Nó là cái thằng tù chuyên môn ăn chay trường trong khám. Dạ đó đó. Nó ăn toàn là gạo lứt với muối tiêu không? Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Đúng không? Dạ đúng Minh. Nhưng mà rủi quá. Bây giờ hết giờ rồi. Mày chờ giờ khác đi. Trời ơi, trời tội nghiệp sếp trời. Giờ ngàn năm một thở. Em mới nhờ sếp lần mà dạ sếp mà. Dạ bài bài gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Dạ dạ dạ. Hổ lộ em, hổ lộ em. Cái gì đây? Dạ thuốc cô Tám. Phải cô Tám à? Dạ cô Tám. Cái này tao khoái à. Dạ. Đánh này được rồi, dạ. Được rồi, đừng có lộn xộn nữa. Dạ. 5 phút thôi nghe. Dạ 5 phút. 5 phút là một gói đó nghe. Dạ. Mà 10 phút là hai. Dạ. 15 phút 3. Cái tùy mày. Dạ. 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 Đặng Hoàng Minh tạm hồi. Nó tới kìa sếp. Dạ, sếp gọi em. Có bạn mày ra thăm mày kìa. Ủa, kìa, anh Trung, anh Minh, 18 năm rồi, gặp lại anh, tôi mừng quá, tôi sao anh biết tôi ở đây, anh à, tôi cũng sắp mãn hạn rồi. Ồ vậy à. Anh Trung, anh có lòng với tôi như vậy, thật tôi vô cùng cảm động. Tôi không biết nói gì. Dạ, xin phép sếp cho tôi nói chuyện với nó chút sếp. Dạ, sao anh với mấy chị mấy cháu, chị với mấy cháu nhà Mạnh giỏi. Mạnh giỏi như thường. Dạ, đây, anh ngồi xuống đây. Đây nè, tôi đem cho anh bánh mì nè, chú già nè, thuốc nè, mấy chai xa xị nè. Anh làm vậy thiệt. Trời ơi, bạn bè, anh đối với nhau như vậy, sao tôi có thể quên được. Hãy ăn đi. Anh đang ăn đi rồi nghe tôi nói nè. Chị Nhung, vợ của anh tệ lắm. Hả? Nhung lại làm cái gì nữa đó anh Trung? Anh Minh à. Chị Giang, tôi lặn lội ra đây là để cho anh hay đầu đuôi câu chuyện. Chị Nhung lại vừa tạo ra tai biến để gây khổ đau, làm cho sao xuyên rối loạn một gia đình của bạn bè thăm dâu. Đã nuôi con thu đến nên người, tôi hằng mong khi mãn hạn đài lưu về lại tạ ơn anh bằng với chị Liên. Luôn cả anh tôi chẳng có công gì, đang làm cho anh đây phải bận tâm. Có điều là chị Nhung đến đó để gây chuyện, đang lúc anh bằng lo gả con tu cho con trai của một thương gia rất giàu, để con thu yên hưởng may sau. Trời ơi, vậy mà Nhung nỡ nào đến gây chuyện, nhưng gây sự chi và gây bằng cách nào?
chị Nhung đòi phải có 500 ngàn, nếu không chỉ bắt lại con Thu. Thật là vô lý, vô lý. Tôi phải về trừng trị con đàn bà hiểm độc đó mới được. Mày ở tù làm sao mày trừng trị được nó? Dạ thưa sếp, em xin phép sếp, sếp vui lòng thương em cho em về. Em về thăm nhà chừng 3 bữa em trở lại à. Mày nói chuyện nghe tao cười quá. Là ở tù mà đòi đi phép. Dạ không có sếp, em nói thiệt mà. Em biết ông này sếp là thương em nhiều nhất. Giờ em có hoàn cảnh kẹt quá, sếp vui lòng giúp đỡ em về 3 ngày. Em sẽ trở lại gặp sếp liền, em nói thiệt mà. Không được. Không, bây giờ sếp không cho em cũng đi, em nói thiệt mà. Mày đi à, mày đi à, em đi. Thôi mày thật đối mày đi được. Sếp buông em ra, buông em ra. Không buông em quay xúc hết à. Xúc tay xúc chân á. Trời ơi, trong mặt quá, cho choang vang mặt mày. Đất trời nghiêng ngửa, vũ trụ lung lay. Trời ơi, tôi sẽ đến với tôi. Bơ làng xóm, bơ mã tà, bơ mã tà, bơ tụi bay. Mày thải đường vượt ngục, trời ơi, mày thải đường vượt ngục, bơ tụi bay. Trời ơi, hết thuốc mà nhựa nó cũng hết luôn. May quá ha. Còn chút nhựa bông nuốt đỡ trợn này nó về coi làm sao. Mình cần nhận gì em đó Nhung. Dạ. Mày đâu dữ vậy? Mày không thấy tao ghiền lên ghiền xuống, thiếu thuốc nó giật tao muốn chết đây nè. Bộ mày muốn giết tao hả Nhung? Thì em phải đi lo tiền cho mình chứ. Tiền đâu đưa đây? Chưa có mình à. Tại sao chưa có? Trời ơi trời, nó muốn giết tôi nè trời. Em không có gặp anh Bằng, chỉ có một mình chị Liên ở nhà hả? Em làm dữ đòi con Thu trở lại đó. Tao chưa thấy mà ai ngu như mày. Ai biểu mày đòi con quỷ đó chứ. Bộ mày thương nó lắm mà. Mày dọn quần áo bển ngủ luôn ấy. Chờ con Minh nó mãn tù về gia đình sum họp. Em có thương yêu gì đâu mà mình nói vậy. Em là bộ đòi con Thu để bắt buộc họ phải ra tiền. Rồi mày đòi nhiêu? Dạ 200 ngàn. Sao ít quá vậy đồ ngu. Chỉ có bao nhiêu đó mà họ không có. Em phải kỳ hẹn 3 ngày trở lại lấy tiền đó. 3 ngày nữa hả? Trời ơi, chắc mày muốn cho tao chết lần, chết thôi, chết rục thay. Thì khi cơn nghiện nó lên. Em đòi liền nhưng mà người ta chưa có mình à. Không có hả? Không có thì tao cho mày chết luôn. Tao nghĩ thân tao mà tao tuổi à. Lúc có tiền thì hút ngày hút đêm. Nói cái gì mày cũng lo xong. Rồi giờ đây chỉ nhờ mày có chút việc. Thì em cũng đã chạy ngày chạy đêm để lo cho mình từng trăm từng chục bạc. Nhưng lúc này hết đường xoay sở, em biết làm sao để đào bới ra tiền. Trời ơi, làm sao tao đợi nổi đến 3 ngày, phải kiếm cho tao chút đỉnh liền. Kẻo cơn ghiền nó giết chết tao luôn. Mình à, em đã đi khắp các nơi rồi, nhưng tất cả đều chối từ. Trời ơi trời, tôi sống nổi sao đây? Thôi, tao biết rồi. Mày thấy cái tin trên báo đâu phải không? Tin gì đó mình? Đó, đọc đi. Tướng cướp và trai đường vượt ngục. Trời, anh Minh đã vượt ngục. À, vượt ngục rồi đó. Bây giờ mày tính sao? Mình, bây giờ mình hãy xuống bước. Mình cứ với nhà chức trách cho an ninh canh giữ nhà mình. Như vậy sẽ bắt được tướng cướp và trai đường. À, phải rồi, tao phải đi cứu bước. Tao phải đi cớ bó, tao đi à. Trời ơi, anh Minh đã vượt ngục. Anh tới đây thì tôi biết cư xử làm sao với anh. Nhung! À, Minh! Là mình giỏi. Bà còn gì phải cư xử với tôi? Tội lỗi của bà đã đàn ải tôi 18 năm lao lý. Chưa đủ hay sao hả bà? Trời
ơi anh Minh. Bà hãy ngồi xuống đó đi. Dạ. Bà ngồi xuống đó rồi bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của tôi. Dạ. Ngồi xuống đi. Dạ. Ngồi. Dạ. Ngồi. Dạ, dạ ngồi. Dạ ngồi. Bây giờ trước hết vui lòng mà cho tôi biết. Dạ. Ai đã viết thơ tố cáo tôi với nhà chức trách? Dạ. Ai hả bà? Dạ. Ai? Dạ, dạ em. Dạ em. Bà. Dạ. Cảm ơn bà. Thế ai đã đánh cắp chiếc nhẫn xoàng của vợ anh bà? Dạ. Bà trả lời. Dạ. Bà nghe tôi hỏi không? Dạ em. Dạ em. Cũng là bà. Bạn cấp, tại sao bạn cấp của người ta mà không nhận, mà lại đổ lỗi cho tôi để tôi mang nhục với bạn bè? Tại sao? Dạ, tại sao? Dạ, dạ, tại em lỡ dạy. Bây giờ bà mang chiếc nhẫn đó bà cho ai? Bà cho ai? Những ngày đó bà mang chiếc nhẫn bà cho ai? Dạ. Hả? Dạ. Cho ai? Dạ, dạ, em cho nhân tình của em. Bà Nhung ơi, đem tiền ra trả tiền xích lô cho ông Trang nè. Trời ơi, thằng Trang chồng của em về tới. Nếu vậy thì tốt lắm, tôi sẽ giết nó trước. Tôi giết bà sao? Không, mình đừng gây thêm tội lỗi. Mình phải được tự do để lo lắng cho con Thu. Rồi bây giờ bà muốn tôi phải xử trí với nó cách nào đây? Tôi chờ nó vào để tôi quỳ tôi lại nó phải không? Không, mình phải ẩn mặt vào trong để xem em xử sự. Được rồi, một lần nữa tôi nghe lời bà, tôi chờ xem thái độ của bà. Nhưng tôi cho bà biết, bà đừng mong kêu la cầu cứu, một sự trở mặt hoặc là một hành động nào của bà thì bà sẽ chết thảm thương. Hả? Tôi nép vào bên trong. Ê, con bạn, mày làm gì ông này á? Con mày ông nghe thằng xích lô nó chửi tao tan nát chỉ vì trăm bạc sao? Tại sao mày không ra mày giải quyết cho tao hả? Tao giết chết mày. Tao giết mày chết Nhung ơi. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da, trời ơi. Thằng chủ phu, thằng khốn nạn, mày đánh đập tôi tàn nhẫn như vậy sao? Làm cho mày chết luôn. Ôi à, chết luôn. Ôi à, ôi à, mày khốn nạn. Ngon, vậy là mày ngon đó. À, tao hiểu rồi. Có lẽ mày được tin là thằng Minh nó vượt ngục về đây, cho nên mày hy vọng nó sẽ làm anh hùng hiệp sĩ phi thân vào đây để binh vực cho mày, phải không? Mày lầm rồi Nhung à. Tao đã trình với nhà chức trách, lính tráng nó sẽ đến đây để bảo vệ cho tao. Thằng Minh mà làng chàng tới đây á, tao thọt cổ tao gửi ra côn đảo lại. Thứ đồ bằng khúc giác phải sợ. Khốn nạn, mày không được quyền nói xấu chồng tao. Chồng mày á? Phải. Khốn nạn, người ta ăn cướp nhưng không bẩn thỉu hèn hạ như mày. Mày là một thằng sở khanh chuyên sống với kéo áo đàn bà khờ dại. Bữa nay mày xài nặng nữa phải không? Nè, mà cho mày nếm mùi dây nịt da này, có mày câm họng lại không cho biết. Khốn nạn, tao đã có cây dao phai đây rồi. Mày bước tới, chém rụng đầu mày. Buông dao xuống. Không buông. Buông xuống. Không buông. À, tao cho mày chết xuống. Thằng Cang đã giết tôi. Kìa, thằng khốn nạn, mày giết vợ tao. Tao sẽ giết mày. Mới tao giết mày. À, mày vô cục về đây hả? Kìa. Thằng Minh, tướng cục Bạch Thái Đường nó giết tôi. Như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi đã giết được thằng khốn nạn nó phá vỡ hạnh phúc gia can của tôi. Bây giờ tôi đi nạp mình đền tôi. Anh Minh, anh khoan đi đã, anh hãy ở lại đây với em vài giây phút cuối. Dù tình nghĩa của chúng ta nửa đường gian dở, nhưng kỷ niệm của ba năm hương lửa vẫn còn mang mang chất nặng ở trong lòng. Nhung, một khoảng thời gian chẳng vui mặn nồng, khi gặp lại nhau thì ẩn tình
giờ linh hồn khóc chuyện ly tan. Anh đã trở về đây thì cần gặp lại mặt con. Nó đã khắc tình cha từ ngày rồi sữa mẹ. Vậy anh hãy vì con mà niệm tha thứ cho người bạn gối chân đã phụ nghĩa giống mơ tình. Nhung, mình ơi em lại mình tha tội cho em. Nhung, em ra gượng tỉnh lại, anh sẽ gọi xe đưa em đến bệnh viện. Nhung, dù sao anh cũng là kẻ sát nhân, anh đã giết chết hai cái. Dù có ở lại đây cũng không tránh tim tù tội. Em sẽ nhận em là thủ phạm. Em đã giết chết hai can vì nó đã hành hạ em rồi. Nhưng ơi em đừng quên anh là một tên tù vượt ngục. Với 20 năm đã chịu chung thân ý biệt xứ lưu đày. 18 năm qua đối với anh là những chuỗi dài dài. Nay gặp lại nhau đã hết hận hết giận, anh dần thèm nghe từng tiếng khóc của trẻ thơ. Con Thu bây giờ nó đã có chồng chưa em? Liệu gặp lại anh nó có nhận ra mối tình cũ tư? Hãy cùng lại thờ ơ cho anh thêm tình cổ, thêm nhớ, thêm lý thương, thêm tình trạng chứa lệ tâm tình. Nhà chức trách đã tới, trốn đi mình, trốn đi. Kìa, anh Minh, hai càng đã bị giết, hai thầy gom góp tan vật. Gọi bệnh viện cho xe tới đây lập tức. Còn chị Nhung, tại sao chị bị động thương như thế này hả chị? Bị hành hạ nhẫn tâm, nhưng tôi đã giết hai can. Tôi đã giết một con chó ghẻ mà 18 năm dài sống chung như tình chồng vợ. Một lỡ lầm mà tôi mới rửa sạch hết hôm nay. Hai can đã chết rồi thì yên phần nó. Giờ tôi cũng sẽ chấm dứt cuộc đời tôi lần cuối cùng của một người sắp chết. Cầu xin anh, cầu xin anh hãy cho anh Minh gặp lại đứa con thơ. Đó là ân huệ cuối cùng mà anh dành lại cho tôi. Tôi là thủ phạm, anh nghe rõ chưa? Tôi là thủ phạm. Mình ơi cầu xin mình bình an ở lại, gặp mặt con thờ tôi vĩnh viễn ra đi. Anh Bằng, mình tha tội cho em. Nhung, để em yên lòng nhắm. Nhung, cha vợ tôi chết rồi, Nhung đã chết rồi, Nhung em bỏ anh đi, Nhung. Thôi Nhung. Anh Minh à, anh Minh, Âu cũng là số mạng. Nhung, anh có khóc than thì việc cũng đã lỡ rồi. Bây giờ anh có điều gì muốn nói với tôi không anh? Anh Bằng, số phận của tôi là phải trở ra hải đảo. Nhung, vợ của tôi đã chết rồi, hai can giờ không còn nữa, hờn oán xưa kể như đã xong. Vậy bây giờ tôi xin anh làm ơn lòng phước cho tôi gặp mặt đứa con của tôi trước giờ tôi vĩnh biệt. Được, tôi sẽ làm cho anh vừa lòng. À thầy à, dạ. Thầy làm ơn mang xe về nhà rước vợ con tôi đến đây lập tức. Dạ. Anh Bằng, con tôi đi anh. Con của tôi đến đây, xin anh vừa lòng anh đừng bao giờ anh cho nó biết sự liên hệ giữa tôi với nó. Vì tôi không muốn con Thu nó biết cha của nó là một tên ăn cướp sát nhân, thằng tù vượt ngục. Anh Minh, thôi rồi, cái điều này thì kể như tình bè bạn hết mong sum họp rồi phải không anh Minh? Ba chưa gọi mẹ và con.
chị Nhung đã... Chị Nhung đã chết rồi. Trời! Thu con. Dạ. Xích lại đây ba bảo. Dạ. Con hãy nhìn kỹ ông này. Có biết ông là ai đây không? Thưa ba. Dạ, ông đây là... Ai vậy ba? Phải. Làm sao con biết được ông này là ba, là bác của con, là một người đôi với con chẳng những liên quan đến tình thâm huyết nhục, mà cũng là người đã sống xa con suốt 18 năm trời gian khổ. Anh Minh ơi, xin anh hãy niệm tình tha thứ và đừng trách tôi tại sao lại nói ra đây một sự thật mà anh đã cố tâm giữ kín muôn đời. Đừng, đừng anh ba, tôi nói cháu Thu đây mới là người mà cháu phải tôn thờ, vì đây là cha ruột của cháu đã bị lưu đày cho sự phản trắc của người vợ trắc nên làm tâm. Rồi nay vì tình thủ tử thiên liên thúc giục cha cháu phải mạo hiểm vượt ngục trở về đây để nhìn tận mặt đứa con thơ trước khi nó xuất gia theo chồng. Lời của bác Trung con vừa nói là sự thật. Bác đây là cha ruột của con đó. Cha, cha ơi, giờ phút này con mới biết được cha, thì càng làm cho con chua xót nghẹn ngào. 18 năm qua con đã sống trong hạnh phúc sang giàu, nhưng con nào hay, con nào biết cha ruột mình đang bị lưu đày ngoài cung đảo quanh liêu. Rồi hôm nay được trùng phùng tương ngộ, tưởng đâu con sẽ đáp đền được ơn nghĩa thâm sâu, con ngờ đâu chỉ gặp nhau trong giây phút. Rồi nhìn cha lặng lẽ đau thương mà ngờ trở lại chốn lao tù. Cháu Thu, còn đây, đây là mẹ của cháu nè. Một người mẹ tội lỗi đã ly trần khi vừa chiếc mối hận ngàn năm. Mẹ, khi gặp lại những vị thiêng liêng ấy thì cha sắp quay lưng trở vào lao ly, còn mẹ thì chỉ còn là một cái xác không hồn. Thu, thu con. Ba. Thôi con đừng khóc nữa, anh Trung, anh Minh. Con đã nghe biết rõ ràng câu chuyện những đớn đau dằn vặt suốt 18 năm qua. Gặp mặt con là cha đã tròn ước nguyện, dù mai này có chết gục phía trời xa,
chỉ biết cầu xin cùng trời Phật phù hộ cho con được hạnh phúc bình yên. Và hãy xem cha mẹ nuôi như là cha mẹ ruột thịt, vì công ơn dưỡng dục nó sinh tờ biển trời. Anh Bằng, chị Liên, xin anh chị hãy thay tôi mà lo cho con trẻ. Tôi lại anh chị một lại này để tạ nghĩa ơn. Và hãy xem như là tôi đã chết, mong anh chị cứ xem thu đây như là con ruột của anh. Thôi, các thầy làm ơn đưa tôi ra xe đi. Ba đi chính vì con, tôi chính vì con. Các thầy làm ơn đưa tôi ra xe đi. Tôi chính vì con nghe thôi. Tôi con chưa mới biết ba, mà ba đã bỏ con đi sao ba? Ba, nước mắt rơi rơi phút cuối chia phôi, khóc kiếp bơ vơ trong nhau một lần cuối. Đâu hay chỉ thương đâu, ôi còn một lần cuối. Xanh cơ cầu đành phải xa ngàn đời, rồi người lại đi mang theo hành trang giữa kiếp quá phù phàng, đời sống giữa ly tan bao thương đau này trời đầy phải mang. Khóc thật nhiều cũng chỉ có thế thôi, nhạt nhòa hình bóng chua cay ngậm đắng đánh dấu kín trong lòng. Thà chỉ khổ riêng ba, xa nhau rồi tại trời chẳng thương. Khóc thật nhiều rồi cùng đêm